biết thương người như thể thương thân. Biết cảm thương từng cơn đau người bệnh, với cội nguồn bằng lương tâm thành kính. Nhớ ơn người.
Xin được kết thúc. Lần nữa xin tay lời anh chị em diễn viên nhạc công, xin một lần nữa trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu. Chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể đồng bào, đồng chí và các bạn lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng. Chúc lễ kỷ niệm 60 năm Giã Chiến Nguyên xây dựng và trưởng thành xin được cả trân trọng.